Hello các bạn Mira, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình, lá số chiêm tinh cá nhân hoặc học Tarot 1 kèm 1 với mình qua trang Facebook chiêm tinh cổ học hoặc là Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Ok, trải bài của ngày hôm nay là về dự đoán tuần mới. Hôm nay các bạn thấy là mình sẽ trải trên thảm, và bởi vì là trải trên thảm nên mình không sử dụng nến. Một phần lý do là vì mình đã từng có một cái trải nghiệm tương đối kinh hoàng với nến bị đổ ra thảm. Cũng may cái thảm đó là thảm chuyên để quay video thôi, còn thảm mà mình đang dùng đây chính là thảm trong nhà, thảm trải dưới mặt đất. Thế nên cái thảm này mà bị đổ nến thì thì chắc là mình buồn lắm đấy. Nếu bạn nào mà đã xem theo dõi mình từ lâu thì chắc chắn là sẽ biết cái vụ đổ nến đấy của mình. Vụ đổ nến đấy chắc cũng được 1 năm rồi các bạn nhỉ. Mình không nhớ là nó ở trong cái video nào, không nhớ cụ thể. Thế nên nếu bạn nào nhớ thì có thể bình luận ở phía dưới để cho mình và những cái bạn không biết xem lại cái đoạn đấy nhá, khá là hài. Thật ra mình hoàn toàn có thể cắt cái đoạn đấy đi và quay lại để cho cái video được hoàn hảo hơn, nhưng mà mình đã cố tình show hết tất cả cái tai nạn đó cho các bạn để các bạn thấy là mình cũng có, Thu Anh cũng có cái mặt hậu đậu. Ok, rồi với trải bài của ngày hôm nay, dự đoán tuần mới từ hôm nay là ngày 30, 31, bắt đầu từ 31 cho đến mùng 5 tháng 6. Mình cũng không chắc lắm mình sẽ đề ngày tháng chuẩn chính xác vào phần tiêu đề. Ok, rồi với trải bài này thì mình sử dụng hai bộ bài, dĩ nhiên là vẫn là bài trà rồi. Và bộ thứ hai là bộ Lenormand, không phải, Oracle Nữ Hoàng Mặt Trăng. Bộ này thì mình sẽ trải trước để xem là cái năng lượng của bạn tại thời điểm này như thế nào, sau đó mới xem là cái năng lượng đó nó ảnh hưởng như thế nào đến trải bài tuần của các bạn. Và để chọn tụ thì có 3 đồ vật như sau. Tụ 1 là hình cái móc khóa anh đẹp trai. Đấy, móc khóa của triển lãm 17 năm 2021. Ok, cái này thì mình có thể sử dụng để móc treo chìa khóa xe máy, treo chìa khóa nhà. Nhưng mà mình thì chỉ dám để ở nhà trang trí thôi, bởi vì sợ đem ra ngoài thì anh đẹp trai sẽ bị xước mất. Ok, rồi món thứ hai, đồ vật thứ hai là cái này là kem bôi, nó làm giúp xẹp mụn nhanh của hãng Beleway, chả biết đọc thế nào. Ok, hãng này cũng mình cũng không rõ biết nhiều về hãng này đâu, là do một người bạn của mình giới thiệu cho mình. Đấy, rồi kem xẹp mụn nhanh, và rồi cá nhân mình dùng thì mình thấy nó cũng không xẹp nhanh lắm cho lắm. Và đồ thứ ba, đồ cuối cùng là cái này là cái bookmark đánh dấu sách, hình là hình gì đấy ta, hình gì hả các bạn, zoom vào xem nào. Mình cũng không rõ, viên nước chăng, viên nước màu ghi chăng. Nói chung là mình chọn 3 đồ vật và cả 3 nó đều mang cái màu sắc ghi một chút cho nó đồng bộ. Và các bạn yên tâm là vì đồ chọn tụ màu ghi không có nghĩa là tuần này của các bạn sẽ u ám đâu, nó không liên quan ha. Nhắc lại nha, tụ 1 này, tụ 2, tụ 3 cho câu hỏi là dự đoán tuần mới từ 31 cho đến 31 tháng 5 cho đến mùng 5 tháng 6 ngày, đúng nhỉ? Ngày tháng chuẩn mình sẽ để vào phần tiêu đề 1 2 3 4 5. Thì như mùng 6 tháng 6 đó các bạn. Mùng 6 tháng 6. Rồi ok. Rồi, sau khi các bạn chọn tụ xong mình xin phép được vào tụ 1 luôn nhá. Cái móc khóa anh đẹp trai. Xin chào các bạn Mira tụ 1, các bạn là những người chọn móc khóa anh đẹp trai để móc khóa các bạn ở đây. Anh đẹp trai các bạn ở đây, tụ 1 ha. Rồi, với trải bài của tụ này, đầu tiên là sẽ rút cho các bạn bài Oracle trước. Các bạn thông cảm là mình không có cái bàn chuyên để trải bài, và mình kiểu chỗ mình không cố định á. Thế nên là mỗi lần các bạn xem video mình có thể sẽ thấy nó rất là đơn giản, bài trí rất đơn giản, theo phong cách quá tối giản. Bản thân mình cũng không phải là cái người quá thích thú với việc sưu tầm những đồ nhỏ nhỏ lắt nhất. Mình thì thích mọi thứ nó theo tối giản, ít đồ hơn.
mình không thích cái kiểu mà gọi là clutter. Nghĩa là sao nhỉ? Thôi mình lại làm nhảm rồi, để mình trả bài cho các bạn. Năng lượng hiện giờ tại thời điểm hiện tại của các bạn như thế nào và cần lưu ý điều gì? Ok. Fruition, đầu nở hoa bung bét, lá số 37. Lá số 20, vẻ đẹp, sắc đẹp. Lá số 8, con đường cần phải đi. Ok. Lá số 39, creation. Có tận 3 lá nói về cái năng lượng của sự sáng tạo trong cái trải bài này. 37, 20 với cả 39 là sự sáng tạo, tạo ra một cái gì đấy mới. Mà cũng vừa sinh cái lá số 8 là nói về con đường. Thế thì mình cảm thấy là trong cái giai đoạn này, từ 1-2 tháng trước khi bạn nghe trải bài cho đến 1-2 tháng sau khi bạn nghe trải bài, bạn đang trong cái giai đoạn sáng tạo, bạn đang tự tạo ra một cái gì đó mới cho bản thân bạn. Đó, thì có thể là bạn bắt đầu đi trên cái hành trình của riêng bạn. Trước đây bạn là kiểu ai bảo gì làm nấy, đi đường này đi thì đi, đi đường kia đi thì đi. Thật ra nó cũng là cái văn hóa của người Việt, văn hóa của Á Đông rồi. Đấy, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Và bởi vì chúng ta còn nhỏ thì chúng ta quen với cái phong văn hóa đấy, nên chúng ta không question, chúng ta không hỏi là như thế có đúng với chúng ta hay không, vì trẻ con mà đâu có khả năng tư duy mạnh mẽ đến thế đâu. Đấy, bố mẹ ta bảo là ta vào trường này, ta vào, ta học cái này, ta học, ok, đồng ý. Và nghĩ, chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng là bố mẹ biết điều gì là tốt nhất cho ta. Cho đến khi, cho đến một thời điểm nào đấy, ta bắt đầu có đủ lông đủ cánh, ta bắt đầu có tư duy riêng, và bản thân ta gặp những cái chuyện không hay, không vui trên cái con đường mà bố mẹ lựa cho ta, bản thân ta cảm thấy không thỏa mãn. Đó là lúc ta mới bắt đầu question, ta mới bắt đầu đặt câu hỏi là có thật là đây là con đường đúng dành cho mình không. Và đó lý do chúng ta có lá con đường và ba lá còn lại là sự sáng tạo. Nói về sự sáng tạo, lá 20 thì nó về vẻ đẹp, nhưng nó mang lại cho mình cái năng lượng giống như là beauty, nó mang lại cho mình cái năng lượng của sao kim, kim tinh. Đấy, sorry các bạn, tại vì mình cũng tìm hiểu khá nhiều về kim tinh nữa. Thì năng lượng kim tinh là năng lượng của sự sáng tạo, tạo ra một cái gì đó mới. Và khi các bạn nghĩ đến sáng tạo, các bạn nghĩ ngay đến lĩnh vực gì? Lĩnh vực nghệ thuật. Dĩ nhiên lĩnh vực nào cũng cần sự sáng tạo vì cần ý tưởng mới, nhưng lĩnh vực nghệ thuật là ta sử dụng khả năng sáng tạo nhiều nhất. Đó, mà nghệ thuật là cái đẹp đúng không? Fruition, sự nở hoa bung bét ở đầu, nó cũng là sáng tạo. Thế thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà bạn nhận ra là cái một là có thể cái năng lực sáng tạo của bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu bạn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc cần nhiều ý tưởng, viết lách chẳng hạn, vẽ vời, thiết kế thôi không nói làm gì. Thì giai đoạn này là giai đoạn cái năng lực sáng tạo của bạn đang mạnh mẽ để giúp cho bạn hoàn thành công việc, đi trên cái con đường, cái hành trình mà các bạn mong muốn. Như các bạn phải hiểu là sáng tạo nhiều ý tưởng là tốt, không vấn đề gì. Nhưng liệu bạn có đủ ý chí, hành động, có đủ bền bỉ, vững chắc, tâm lý có đủ vững vàng để biến những cái sáng tạo đó hoàn thành cái tác phẩm của bạn hay không, hoàn thành cái hành trình của bạn hay không, thì nó lại là một chuyện khác. Có những người rất là nhiều ý tưởng, họ bắt đầu khoảng vài ba cái dự án cùng một lúc và dự án nào cũng rất triển vọng, nhưng mà cái khả năng hoàn thành từng dự án của họ lại không có, nên thành ra cái nào cũng làm dang dở rồi bỏ lỡ. Đó là lý do vì sao mà bạn thấy là rất là nhiều người giỏi rất nhiều người sáng tạo nhưng không phải ai cũng thành công là vì vậy. Bởi vì để đạt được thành công thì cần nhiều yếu tố gộp lại, vừa sáng tạo lại vừa bền bỉ kiên trì. Ok rồi, thì đấy là phần Oracle. Bây giờ mình sẽ rút bài trà đây.
giúp cho các bạn 7 lá tương ứng với 7 ngày để xem tuần này của các bạn như nào, có ảnh hưởng gì đến cái năng lượng này không. Cầu gãy thứ hai, chưa gì đã cầu gãy rồi. Một cái kết quả không thành công, à một cái kết quả không như ý cho một cái vấn đề của bạn. Thứ ba, thung lũng. Sức mạnh ý chí này, sức mạnh sâu bên trong và bình yên. Đấy, sẽ đảm bảo sự thành công. Ok. Thứ tư, cẩn thận vấn đề sức khỏe. Ok, là cái đà. Quên tường, sự hiểu lầm. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Con cáo. Tài chính dồi dào, tiền bạc dồi dào. 6 để đây đi. 7. Thứ 7 bạn có cái cũi. Sinh ra, sự ra đời hoặc sinh ra của một doanh nghiệp, một ý tưởng mới. Và chim. Chim đang đậu đúng không? Chờ đợi một cái tin tức, một bức thư. Ok, thế này. Nói chung là tuần này của bạn mình cũng chưa thấy có những cái biến cố lớn. Nó không phải là lớn đâu nhá. Nó là một giai đoạn bước đệm. Một tuần tương đối yên ả, bình yên. Nó cũng sẽ có một số vấn đề nhưng mình không thấy lớn ở đây. Cụ thể là thế nào? Trong 2 ngày đầu tuần thứ 2 và thứ 3 thì sẽ có thể là vấn đề trong quá khứ hoặc vấn đề xảy ra ngay đầu tuần thì nó chưa được giải quyết ngay, nó chưa được giải quyết ngay nhá. Hoặc là bạn tìm ra một cái giải pháp nhưng nó cũng không giải quyết triệt để được cái vấn đề đó. Tuy nhiên là ở đây có cái lá là cứ vững vàng, vững tin đi. Đừng có bị xáo động hoặc là đừng có bị bấn loạn chỉ vì một cái hướng giải quyết nó không được như ý. Đấy, ví dụ là bạn đang muốn làm giấy tờ thủ tục gì đó mà trong thứ hai họ báo là vẫn còn thiếu cái này cái kia, hoặc là giấy tờ thủ tục của bạn chưa được đáp ứng. Điều đó không có nghĩa là bạn không còn cơ hội. Nhớ câu thua keo này ta bày keo khác. Đấy, cứ từ từ, chậm rãi, vững vàng giải quyết từng bước một. Nhớ cho mình 2 ngày đầu tuần nhá, từ từ vững vàng giải quyết từng bước một. Không chết được đâu. Cái vấn đề này nó cũng chỉ vấn đề nhỏ thôi, không chết được đâu nhá. Rồi, thứ tư thì chú ý cho mình một chút về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà vì mình không thấy cái năng lượng này nó kéo dài sang các ngày khác nên mình nghĩ là chỉ hơi ốm nhẹ trong ngày thứ tư thôi nhá. Thứ năm thì cũng lại hơi có một chút hiểu lầm. Hơi có một chút hiểu lầm trong ngày thứ năm. Đấy, hiểu lầm, tranh cãi, xung đột. Nhưng vì mình không thấy cái năng lượng kéo dài nên nó cũng ít thôi. Nó chắc cũng xảy ra và được giải quyết ngay trong ngày thứ năm thôi. Tóm lại ngày thứ năm chú ý cho mình đến vì hiểu lầm thì liên quan đến nói chuyện đúng không? Nói chuyện này dễ hiểu lầm nhau này, email dễ hiểu lầm này. Thế nên là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói trong ngày thứ năm. Thứ tư ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đầy đủ. Thứ sáu, thứ bảy thì mình thấy ở đây là có cái năng lượng mới, ý tưởng mới liên quan đến tài chính, tiền bạc, vật chất. Đấy, ý tưởng mới liên quan đến tài chính, tiền bạc, vật chất. Thật ra là nó liên quan đến cả chủ nhật nữa đấy. Đấy, có những cái tin tức mới liên quan đến tài chính, tiền bạc, vật chất. Nó cũng chưa phải là cái gì nó là tin tốt. Mình cảm thấy đây là tin tốt nhưng mà nó chưa thật sự mang đến tiền bạc cụ thể. Tức là thế nào? Trong ngày thứ 6, 7 chủ nhật nhá, có thể nhá, là bạn nhận được tin là ai đó, ví dụ nhá, ai đó nợ bạn lâu năm sẽ trả lại cho bạn. Đấy, hoặc là cái đầu tư của bạn nó có tín hiệu tốt. Đấy, ok, nhưng mà mọi thứ nó chỉ đang ở cái mức là tin tức vậy thôi, chứ mình chưa thấy là bạn nhận lại được tiền bằng cái tiền thật. Người ta vẫn chưa tinh chuyển khoản cho bạn, người ta chỉ hứa là sẽ trả tiền. Ít nhất là trước đây họ không hứa, bây giờ họ đã hứa. Đấy, hoặc là trước đây đầu tư bạn toàn lỗ, toàn là màu đỏ đúng không? Bây giờ bắt đầu có thấy tín hiệu xanh trong đầu tư. Ok.
Hoặc là bố mẹ bạn hứa với bạn là thi tốt đi rồi bố mẹ sẽ mua cho con cái này cái kia. Trước đây bố mẹ thì không hứa, bây giờ bố mẹ lại hứa. Kiểu vậy, sẽ có những cái tin tức mới về mặt tiền bạc vật chất, thậm chí là học cơ hội du học, cơ hội đi nước ngoài, là những cái thứ mà bạn cầm được, sờ được, nắm được, thấy được. Nhưng mà nó mới dừng ở tin tức và bạn chưa thật sự đi đâu, chưa thật sự có được cái món đồ đấy đâu. Nhưng với cái năng lượng tốt thế này thì trong tương lai sẽ có, nên cứ chờ thêm một chút nhá. Và một phần là cái năng lượng tổng của bạn là đang là cái năng lượng của sự sáng tạo, tạo ra. Đồng thời nó là cái năng lượng của manifestation. Khi mà bạn có những cái năng lượng tích cực như thế này, là những điều tích cực hơn đang dần dần vào cuộc sống của bạn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ai healer reader nào cũng nhai đi nhai lại một câu là bạn lan tỏa ánh sáng, lan tỏa yêu thương thì yêu thương sẽ tìm đến với bạn. Nó là đơn đơn giản thế này thôi. Nói một cách hợp lý là bạn lúc nào cũng đi đi lại lại trong khuôn mặt cau có nhăn nhó, lúc nào cũng tối sầm vào thì chẳng ai muốn đến gần bạn, nên cơ hội cũng tránh. Và khi lúc nào bạn cũng tươi vui, bạn hòa đồng, vui vẻ giúp đỡ mọi người thì mọi người cũng quý lại bạn và cơ hội đến với bạn. Đó. Ok. Rồi thì đấy là trả bài của tụ 1. Chắc mình sẽ dừng trả bài này ở đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye. Xin chào các bạn Mira tụ 2. Các bạn là những người chọn tuýp bôi mụn, không thần thánh lắm. Ok, để cái tuýp của các bạn ở đây. Với trả bài này thì đầu tiên sẽ sử dụng bài Oracle cho các bạn nha. Rút cho các bạn 4 lá để xem là cái năng lượng tại thời điểm này như thế nào, năng lượng tại thời điểm hiện tại ra làm sao, tốt hay xấu, ảnh hưởng thế nào đến trải bài tuần. 4 lá Eagle. Ái chà, nóng bỏng quá. 34 cực điểm. Chép 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 chép. Resistance. Resistance, chống đỡ, chịu đựng. Jeans 35. Và blossoming, nở hoa bung bét. Bà bà, sao mình liên tưởng đến năng lượng của luân xa thứ hai đang bị block, đang bị chặn. Gọi là sao nhỉ? Mình thì không tìm hiểu quá kỹ về luân xa, nhưng mà mình cảm thấy ở đây đấy là bạn đang không để cho cái năng lượng sexual energy, cái năng lượng ok, nó cũng liên quan đến sex, nó cũng liên quan đến chuyện đó. Nhưng mà đó là cái tụ này hơi bị ngược với tụ 1 này. Nếu như tụ 1 là các bạn ấy để cho cái năng lượng, gọi là năng lượng của sự sáng tạo, flow open, thì các bạn tụ 2 đang có cái gì đấy chống đỡ, resist lại, không cho nó xảy ra. Đấy. Có thể là đang có chút vấn đề về giới tính. Không phải vấn đề giới tính, gọi nó thế nào cho các bạn hiểu rõ nhỉ? Vì cái chủ đề này nó hơi trừu tượng, nó trừu tượng chứ không phải là nó bậy bạ. Đấy, luân xa thứ hai không phải cái gì bậy bạ cả. Tức là bạn, mình chỉ cảm giác thôi nhá. Ai thì cũng có nhu cầu đúng không? Ai cũng có nhu cầu. Đấy, chúng ta là những người trưởng thành, về mặt cơ thể của chúng ta có nhu cầu cho cái chuyện đó. Nhưng mà bạn cũng là người bình thường, bạn đâu phải thánh hay chúa gì hết. Và bạn cũng có nhu cầu, nhưng bằng một cách nào đó, vì một lý do nào đó mà bạn đang hơi bị gọi là chống lại cái nhu cầu này của mình, và cho rằng nó là một cái thứ gì để xấu xa chăng, hay là mình không cần cái thứ đó. Mình là một cái người thuê thiên về duy tâm, ăn uống lành mạnh nên mình không cần. Đó là lý do mà cái năng lượng đó của bạn nó không được, nó giống như là nó bị tắc ấy, nó bị tắc nghẽn. Và khi mà năng lượng để tắc nghẽn thì cái sự sáng tạo của bạn cũng bị tắc nghẽn theo. Cái sự sáng tạo của bạn nó cũng bị tắc nghẽn theo.
Và khi mà không có sáng tạo thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nó hơi u ám chăng? U ám rồi bạn không nhìn ra được mọi thứ theo chiều hướng mới, bạn không nghĩ ra được ý tưởng mới. Và nếu mà bạn làm trong một cái lĩnh vực, cái ngành nghề mà nó yêu cầu ý tưởng thường xuyên như marketing, truyền thông hoặc là design thiết kế nghệ thuật, thì cái việc mất đi cái khả năng sáng tạo này, mất đi cái flow của sự sáng tạo này nó rất là kinh khủng. Thật là kinh khủng. Thật ra mình nghĩ là làm công việc nào cũng nên có sự sáng tạo thôi, kể cả bạn làm kiểm toán hay kế toán. Bởi vì á, sáng tạo ở đây á là còn ý tưởng sáng tạo, rồi hướng giải quyết, giải pháp sáng tạo. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta bao giờ cũng sẽ gặp những cái biến cố, những cái vấn đề, đúng không? Đấy, đang yên đang lành thì một chuyện gì đấy xảy ra, tự dưng cái bóng đèn bị hỏng mà bây giờ chúng ta lại cần đèn để làm việc, vậy thì phải làm sao? Lúc này nếu mà có sáng tạo, bạn sẽ nghĩ à, thì bây giờ mình sẽ sử dụng các biện pháp như là dùng nến, hay là chúng ta có đèn pin hay đèn flash của điện thoại. Còn những người mà không sáng tạo thì sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào cái đèn đó. Tại sao đang yên đang lành thì mất điện? Tại sao đang yên đang lành cái đèn này hỏng? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Kiểu vậy. À, tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với mình? Đó. Thế thì mình cảm thấy ở đây có cái video này không hàm ý, không có ý là kiểu sex education gì cả. Nhưng mà thế nào nhỉ? Mình nhớ là mình có xem một video kiểu như của chị Hana Giang Anh. Đấy, tại vì mình dạo này mình đang tìm hiểu về Eat Clean nên xem video của chị ý. Là hình như, đúng không nhỉ? Mình xem của chị hay mình xem trên Google á. Một, nếu khi mà bạn, cái ham muốn của bạn á, nó giảm xuống, nó không còn nhiều như trước nữa, đó cũng là một cái dấu hiệu không tốt. Khi mà nó giảm quá đáng đến cái mức mà bạn hoàn toàn không có nhu cầu muốn làm, đó cũng là một dấu hiệu không tốt. Có thể về cơ thể của chúng ta này, hoặc là về tâm lý của chúng ta đang không được cân bằng. Đấy. Thì mình cảm thấy là cái năng lượng sự sáng tạo đó của bạn đang không được cân bằng. Đấy, có thể là bạn vừa trải qua một cái thay đổi mang tính đột ngột, cái biến cố đột ngột. Một cái thứ gì đó nó khiến cho bạn không được nở hoa bung bét. Đang chưa được nở hoa bung bét. Ok, giờ mình sẽ rút trả bài tuần cho bạn nhé. Xem như là thứ hai bạn có chìa khóa. Ok, một cái giải pháp thành công cho vấn đề của bạn. Thứ ba, bạn có trái tim, tình yêu và sự quan tâm chăm sóc. Thứ tư, bạn có con rơi, cẩn thận, kẻ thù đang chống lại bạn. Thứ năm, cái cầu, thành công vượt qua được một cái vấn đề nào đó. Bạn có hai lá nói về thành công, tìm ra giải pháp, tìm ra hướng giải quyết. Vòng hoa, đau buồn vì một cái tổn thất. Ok, thứ bảy, đường tiền, một cái con đường tài chính mở ra trước mắt bạn. Và cuối cùng là chủ nhật, cái bước chân bước vào một cái hành trình mới. Ok, thì với cái trải bài này mình thấy sẽ chia ra làm hai phần chính. Đầu tiên là ngày thường, thứ hai, thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật. Thế thì từ thứ hai đến thứ sáu á, thì mình thấy ở đây đấy là trong 5 ngày này bạn đang phải làm một cái gì đấy, không phải làm một cái gì đấy, có một cái sự đấu tranh, cảm nhận được một cái sự đấu tranh với một, với kẻ thù. Tuy nhiên kẻ thù ở đây chưa chắc đã là người nhá. Vì khi ta nhắc đến enemy, ta nhắc đến kẻ thù, đó có thể là bệnh tật. Đó có thể là bệnh tật và đó có thể là chính bạn. Đấy, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân ta, đúng không? Một trong mấy điều răn của Phật ấy. Bởi vì bạn nghĩ đi, cho suy cho cùng thì bạn cảm thấy đau khổ, buồn bực, khó chịu, tức giận, ghen tị, tị nạnh, tham lam, đố kỵ, tất cả những cái đó là do bạn mà ra chứ không phải do người khác. Đa phần là do bạn. Đấy, ví dụ ai đấy chửi vào mặt bạn. Ok, đấy là cái hành động họ chửi vào mặt bạn. Bạn nói, chúng ta dùng cái câu là họ làm tôi bực bội vì họ chửi tôi. Nhưng thực sự cái cảm xúc bực bội đó nó đến từ bạn. Còn nếu mà bây giờ bạn hình dung ra là bạn
separate, bạn tách ra được là cái việc họ chửi với cái việc tôi bực bội, có thể nó sẽ không link với nhau, không liên quan đến nhau. Ok, họ chửi nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bình yên. Đó, thì lúc đấy bạn sẽ không nói những cái câu là vì họ chửi tôi nên tôi bực bội nữa, kiểu như thế. Thì mình thấy là từ thứ hai đến thứ năm bạn sẽ có cái việc là hơi kiểu là một cái cuộc đấu tranh fighting với kẻ thù đấy, hay là tìm cái hướng giải quyết gì đó với kẻ thù, với người này, hoặc là với bệnh tật của bạn này, hoặc một cái vấn đề về tâm lý của bạn này đấy. Và cái kẻ thù này của bạn cũng gây ra một số tổn thương, một số mất mát nhất định rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn vượt qua được, vẫn chiến thắng được nó mà thôi. Tại chúng ta có tận hai lá nói về việc là tìm ra được hướng giải pháp cho vấn đề của bạn. Và thắng qua cái gì? Qua tình yêu. Yêu ở đây không nhất thiết là yêu đương nam nữ, trai gái, yêu đương lãng mạn, mà là tình yêu bản thân. Thật ra rồi cái lá này mình, với cái năng lượng này ấy, mình nói thẳng ra là mình thấy nó giống kẻ thù ở đây, giống vấn đề về tâm lý hơn. Vấn đề tâm lý hoặc là người mà khiến cho bạn cảm thấy bực bội, khó chịu hơn. Và cuối cùng là bạn đã chiến thắng được cái cảm xúc tiêu cực của bạn bằng việc yêu thương bản thân, trân trọng bản thân. Nghe thì có vẻ phù phiếm, nghe thì có vẻ lý thuyết, nhưng mà khi các bạn thật sự practice cái chuyện này, các bạn thật sự thực hành, thì các bạn sẽ thấy là kiểu như là học cách tha thứ á. Tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn, tha thứ cho những người đã nói những lời không hay với bạn, thì bạn sẽ cảm thấy là tâm bạn yên bình hơn. Và tha thứ cho bản thân vì đã có những hành động, lời nói dại dột, ngu ngốc, trẻ con trong quá khứ. Đó. Cái việc thực hành yêu thương nó giống, nó các bạn có thể thực hành thông qua nâng cái năng lượng nữ tính trong bạn lên. Vì bây giờ chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà mình thấy là mọi người quá trọng vào cái năng lượng nam tính, kể cả trai lẫn gái. Đấy, nam tính ở đây lúc mà bạn phải ra ngoài, bạn phải làm cái này cái kia, bạn phải tự lập, bạn phải hùng hổ, bạn phải mạnh bạo, bạn phải nhanh nhẹn lên, bạn phải chủ động lên, đó là năng lượng nam tính. Đấy, bạn phải nhiều lửa, nhiều nhiệt vào. Và khi mà bạn như thế thì bạn phải thành công, đúng rồi, bạn phải thành công, bạn phải giàu. Đấy, nhưng mà bạn không nhận ra được là chúng ta đang bị mất cân bằng, và chúng ta cần một chút cái sự tĩnh tâm, nhìn vào bên trong, yêu thương, chăm sóc bản thân, chậm lại, thụ động một tí, bị động một tí. Đó là năng lượng nữ tính. Đấy, ok. Rồi, có được năng lượng nữ tính, hãy sử dụng cái năng lượng nữ tính này để đánh nhau với kẻ thù, thì bạn sẽ vượt qua, bạn sẽ thành công, mặc dù họ cũng đem đến một số mất mát nhất định. Lại nhớ đến cái bài gì nhỉ? Kill them with kindness của Selena Gomez. Nghĩa là giết chúng nó bằng sự tử tế đi. Đấy, cũng khá là hay. Hai ngày cuối cùng thì liên quan đến tiền bạc. Có một cái dự định hay là một cái con đường mới, trải nghiệm mới liên quan đến tài chính, tiền bạc được mở ra trước mắt bạn. Nhưng mà nó mới là con đường được mở ra thôi, bạn bắt đầu đi những bước đầu thôi, chứ mình chưa thấy là có tiền về túi ngay nhá. Thì liên quan đến ngày thứ bảy chủ nhật. Ok, thì đấy là trả bài của các bạn tụ 2. Chắc mình sẽ dừng cái trả bài này ở đây, thông điệp thì nó xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhá. Bye bye. Hello các bạn Mira, tụ 3 cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn cái đánh dấu trang hình giọt nước màu ghi. Ok, mình sẽ để đồ vật của các bạn đây nha. Rồi, với trải bài này đầu tiên sẽ rút cho các bạn 4 lá bài Oracle để xem là cái năng lượng tổng quan của các bạn tại thời điểm hiện tại, 1-2 tháng trước khi bạn nghe trải bài, cho đến 1-2 tháng sau khi bạn nghe trải bài, và liệu cái năng lượng này ảnh hưởng như thế nào với cái trải bài tuần của các bạn. Ok. Growth, phát triển. Để là số mấy đây? Số 5. Ok. Tiếp tục. Boundary. Số 12, boundary nó là cái màng bảo vệ, không phải màng bảo vệ, cái biên giới, cái giới hạn. Ok, kiểu thế. Assessing, là số 9, tiếp cận, đến gần.
Và là cuối cùng là Faith 31, niềm tin. Năng lượng hiện giờ tại thời điểm hiện tại của các bạn, đúng không? Bạn đang lớn. Ok, bạn đang lớn, bạn đang có những cái sự phát triển, thay đổi thì không đúng lắm, phát triển và cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây, cả về tư duy, nhận thức hay là về mặt con người, rồi nói chung là về nhiều thứ trong cuộc sống của bạn. Mình thấy là bạn đang tiến về phía trước, đang rời khỏi cái vùng an toàn đó, làm những thứ mà trước đây bạn chưa từng làm, đang có những cái sự phát triển nhất định. Mình đồng ý. Và ở đây có lá cô gái đang tiếp cận, đang đến gần, đúng không? Tức là bạn đang cố đến với cái chân trời mới và có một cái niềm tin vững chắc là mình sẽ thành công, mình sẽ làm được. Nhìn chung đây là một năng lượng tương đối tốt, tương đối tích cực, không vấn đề gì. Mình hoàn toàn ủng hộ cái năng lượng này. Nhưng vấn đề đây đó là lá boundary. Nó là thế này này. Tại sao lại gọi là vùng an toàn và vùng không an toàn? Đấy, vùng an toàn là bởi vì nó an toàn, thế thôi, nó tiện nghi, nó không có nhiều thử thách, và nó thoải mái, nó không khiến cho bạn phải nghĩ ngợi. Còn cái vùng không an toàn, khi bạn ra khỏi vùng an toàn, bạn có khả năng mở rộng chân trời mới, bạn nhìn thấy những điều mới, trải nghiệm mới, con người mới, tình huống mới, đồng nghĩa với việc bạn có thử thách mới. Có thử thách mới, bạn gặp được những cơ hội mà bạn chưa từng có trước đây, và cũng sẽ có những cái thử thách bạn chưa từng gặp trước đây. Dĩ nhiên khi bạn vượt qua được những thử thách đấy rồi, bạn sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không còn sợ các cái thử thách nào nữa, đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn mới kiểu va chạm, không phải va chạm, gặp cái thử thách mới đó cũng khó chứ, vì mình chưa biết phải giải quyết cái tình huống này ra làm sao. Nhưng dĩ nhiên là mình có thể sử dụng những cái khả năng, những gì mình đã biết trong quá khứ, công cụ mình đã biết trong quá khứ, mối quan hệ mình đã biết để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà nó vẫn là một cái gì đấy mới. Đó là lý do vì sao cái boundary này á, nó như kiểu muốn nói là hãy tưởng tượng, giống như kiểu mình cảm giác như là bạn sẽ đến một cái nơi mới, một cái chân trời mới, nhưng mà đừng có mất cảnh giác, đừng có mất đi sự đề phòng. Đấy, ok, mình rất là hiểu cái năng lượng là khi mà bạn đến với một cái trải nghiệm mới, bạn kiểu cho đi hết, bạn kiểu hạ hết cái gọi là cái gì, cái đề phòng của bạn xuống để bạn tiếp nhận những cái năng lượng mới. Nhưng mà hãy bây giờ chúng ta lý trí hơn một chút. Đấy, chúng ta hãy biết cách là lúc nào thì chúng ta hạ, và lúc với ai thì chúng ta hạ cái bức tường của chúng ta xuống, và với ai thì chúng ta đặt cái bức tường của chúng ta lên. Ví dụ nhá, nói thì nói dài, ví dụ thế này, thế bạn trước đây bạn là cái đứa sợ yêu đi, và cuối cùng thì bạn cũng đã dám yêu. Đấy, nhưng mà điều đó không có nghĩa là với ai cũng yêu, với ai cũng lên giường. Hãy có những cái giới hạn cho bản thân. Mối quan hệ này thì tôi tiến tới, mối quan hệ như thế nào thì tôi không tiến tới. Hãy có những cái gọi là vùng cấm của bản thân. Tôi không muốn bản thân tôi trong mối quan hệ với người đã có gia đình, lằng nhằng với người chưa kết thúc với người yêu cũ, hoặc là vẫn đang trong mối quan hệ với người khác. Đó, tôi cũng không hứng thú với việc yêu xa. Và bạn phải đặt ra cái lá này không có nghĩa là bảo bạn đề phòng, mà gọi là nó giống như là hãy có những cái nguyên tắc của riêng bạn trước khi đến với trải nghiệm mới, có những nguyên tắc của bạn. Đấy, và càng ngày bạn sẽ có càng nhiều nguyên tắc để bạn biết là cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì tốt nhất cho bản thân bạn. Đấy. Đó, và nếu mà ví dụ trong cái ví dụ tình cảm, bạn đang tìm hiểu một người rất vui, đã bạn cũng ý định tiến tới với họ, nhưng đúng phát hiện ra là họ vẫn còn nhắn tin người yêu cũ, thôi dẹp ngay từ lúc đấy cho mình. Đấy, thôi dẹp ngay từ lúc đấy. Vì nó đi ngược lại với cái giá trị của bạn, đi ngược lại với nguyên tắc của bạn. Yeah. Tức là nếu ta cân bằng được giữa việc có nguyên tắc và xuôi theo dòng thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Không phải lúc nào cũng xuôi theo dòng thì mọi thứ sẽ tốt đâu. Và không phải lúc nào cũng cứng nhắc nguyên tắc thì cũng tốt đâu. Ok, rồi.
Thì đó là cái năng lượng của các bạn tụ 3. Bây giờ mình sẽ xem trải bài. Thứ hai bạn có lá gì? Bạn có chim. À không phải chim, bướm bướm. Một cái thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn. Giờ bạn đang trong cái hành trình thay đổi, hành trình mới. Con sâu, bọ chứ. Điều may mắn. Và thứ ba, thứ tư bạn có cái con đường này, cơ hội mới này, những cái trải nghiệm mới đang mở ra trước mắt rồi. Ok, giỏ hoa quả, rất là nhiều tiền bạc tài chính ở đây rồi. Bốn lá đầu quá đẹp. Đến lá thứ năm, năng lượng của người đàn ông. Thứ sáu chứ, thứ bảy con trâu cháu, cái tình huống mà yêu cầu bạn phải giải quyết một cách cẩn thận, cân bằng. Và cuối cùng chủ nhật, điều ước gia đình sẽ thành hiện thực. Nói chung thì cũng có chút vấn đề xảy ra vào thứ sáu, thứ bảy, nhưng mà còn lại là tốt. Bốn ngày đầu quá tốt rồi. Nói chung bạn vẫn đang trên cái hành trình mới này của bạn, cái hành trình ra khỏi vùng an toàn, tìm những cái trải nghiệm mới, tìm kiếm chân trời mới, cơ hội mới này, may mắn này, thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn này, và nhiều tiền, nhiều tài sản vật chất. Thật ra cái lá này ý, cái giỏ hoa quả đầy ấy, thì cũng chưa chắc là bạn đã giàu đâu. Vì cái việc giàu hay không nó cũng chỉ là thuyết tương đối. Mà quan trọng ở đây là bản thân bạn thấy là ôi tôi đang sung túc và đầy đủ nè. Mặc dù có thể về mặt tài chính tiền bạc bạn không bằng những người khác, nhưng tự bản thân bạn thấy bạn sung túc đầy đủ là bạn sung túc đầy đủ, thế thôi. Bạn giàu hay nghèo là do cách bạn nghĩ về bạn, chứ không phải là do xã hội đánh giá. Bạn giỏi hay bạn kém là do bạn nghĩ về bạn, chứ không phải do xã hội đánh giá. Đấy, không có một cái tiêu chuẩn nào. Không ai có quyền được đánh giá hay có quyền được áp đặt một cái tiêu chuẩn nào lên bạn cả. Đấy, ok. Thì thế xong chủ nhật thì cũng có điều ước gia đình thành hiện thực, có tin vui của gia đình. Thế bây giờ nói một chút về cái ngày thứ 6, thứ 7 thôi. Tức là không hẳn là với đàn ông, mà đây mình thấy có năng lượng nam tính, năng lượng của cái sự hung hăng. Hung hăng và nó thiếu đi phần tinh tế nhẹ nhàng. Đấy, có một cái sự kiện, một cái điều gì đó nó xảy ra trong tháng thứ 6 và thứ 7. Một cái sự kiện mà nó khiến trigger cái sự hung hăng của bạn lên và trigger cái sự hung hăng của người khác nữa. Có thể là rất là muốn cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau rồi đấy. Thế nên là mới có lá này là cái tình huống này tốt nhất nên giải quyết một cách cân bằng và nhẹ nhàng, chứ không phải là hùng hổ đánh nhau. Đấy, hãy sử dụng cái khả năng ngoại giao, khả năng giao tiếp để giải quyết cái tình huống này, chứ đừng có chửi nhau, đừng có xông vào đánh nhau. Mình nghĩ là bạn làm được thôi, bởi vì cái tổng thể năng lượng của bạn đang là tốt, đang là tích cực. Mình không biết là các bạn bao nhiêu tuổi nhưng mà mình nghĩ là không phải đang yên đang lành là tự dưng bạn có thôi thúc được lớn, được phát triển, được trưởng thành. Không phải đang yên đang lành, chắc chắn là đã có vấn đề gì xảy ra trong quá khứ tầm 1-2 tháng trước rồi. Đấy, và nó khiến cho bạn tự đặt câu hỏi với bản thân liệu cái cách sống này có đúng hay không. Đấy, mình muốn thay đổi, mình muốn trở nên hoàn thiện hơn, cải thiện hơn. Đấy, thì mình phải làm như thế nào? Mình nghĩ là bạn đã trải qua cái giai đoạn khó khăn, tự hỏi bản thân, tự làm công tác tư tưởng. Và đây là những lúc mà bạn đang thật sự hành động, thật sự có được những cái thay đổi mà nhìn thấy được. Đang trong cái giai đoạn đó, chưa hoàn thiện nhưng mà loading được 80% rồi. Đấy. Ví dụ như trước đây thì có thể là bị người yêu đá hoặc người yêu cắm sừng vì một lý do rất là ấu trĩ là vì bạn béo. Ok. Đấy, thế là lúc đấy bắt đầu kiểu mới đầu chia tay càng xì chết hơn, càng ăn nhiều càng béo. Tại sao nó đối xử với tôi như thế, sao nó không yêu tôi vì tâm hồn tôi, là xong đến khi mà tự giải quyết được, tự thông đả thông tư tưởng, ok, tôi béo đây không hẳn là do bệnh mà là do cái phong cách sinh hoạt của tôi, là do tôi không chăm chút cho bản thân. Đấy, thế là xong bắt đầu công cuộc giảm béo, công cuộc tập gym, kiểu vậy ha. Đấy, mình chỉ lấy một cái ví dụ để bạn hình dung ra.
được là bạn đang làm những gì mà bạn chưa từng làm trước đây, nhưng mà nó sẽ mang lại những cái kết quả tích cực cho bạn. Rồi mình sẽ dừng cái trải bài tụ ba tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nha. Bye bye.